Tỷ san cửa. Bài 3 tương với phần tiếp theo của bài 16 quyển 2. Bây giờ là từ luôn, âm Hán Việt là tổng. Dũng. Dũng. Luôn là. Dũng sư. Dũng sư. Luôn là một người. Dũng sư ý cửa rấn. Dũng sư ý cửa rấn. Luôn là ăn một mình, nguyên văn là luôn là một người ăn. Dũng sư ý cửa rấn chứ. Dũng sư ý cửa rấn chứ. Luôn ở. Dũng giải. Dũng giải. Ký túc xá, hãy nghe và nhắc lại. Sù sở. Sù. Sù. Sở. Sở. Sù sở. Sù sở. Về ký túc. Hồi sù sở. Hồi sù sở. Bọn mình về ký túc đi. Dán mần hồi sù sở bà. Dán mần hồi sù sở bà. Sống ở ký túc, nguyên văn là. Trụ sù sở. Trụ sù sở. Mình bây giờ sống ở ký túc. 我现在住宿舍。我现在住宿舍。 Luôn ở ký túc. 总在宿舍。总在宿舍。 Luôn ở ký túc đọc sách. Luôn đọc sách ở ký túc. 总在宿舍看书。 总在宿舍看书. Mình luôn xem sách ở ký túc. 我总在宿舍看书. 我总在宿舍看书. Vị trí của ở ký túc trong câu này không được thay đổi. Bây giờ là từ yên tĩnh. An tĩnh. An. An. Tĩnh. Tĩnh. An tĩnh. An tĩnh. Quá yên tĩnh rồi. Thái an tĩnh lợ. Thái an tĩnh lợ. Tương đối yên tĩnh, khá yên tĩnh. Yên tĩnh hơn. Bị chào an tĩnh. Bị chào an tĩnh. Ký túc yên tĩnh hơn. Sù sở bị chào an tĩnh. Sù sở bị chào an tĩnh. Về ký túc đi. 回宿舍吧。回宿舍吧。 Ký túc xá yên tĩnh hơn. 宿舍比较安静。宿舍比较安静。 Ký túc xá của bạn yên tĩnh không? 你的宿舍安静吗? 你的宿舍安静吗? Hãy nhắc lại, mình luôn đọc sách ở ký túc. 我总在宿舍看书。我总在宿舍看书。 Ký túc xá của bạn yên tĩnh không?
你的宿舍安静吗? 你的宿舍安静吗? Rất yên tĩnh. 很安静. 很安静. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo. Chèo dự. Nửa kg táo. 一斤苹果. Nhân viên giao dịch. 营业员. Ở tầng 18 cửa 1. 住58楼一门. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh nín. Bạn học mới. Xin thống xuế. Của mình rất cũ. Wo de hen jiu. Một lọ nước hoa. Yi ping xiang shui. Gần đây vừa khai giảng. Zui jin gang khai xue. Một tấm ảnh của cả nhà. Yi zhang quan jia de zhao pian. Giám đốc của công ty. Công sư de jing li. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. Hiện tại cần với chỉ chú. Chúng ta đi. Giám mân dẫu. Thường hay mượn sách. Tráng chìa su. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yêu sư hậu sang hoàng trá dư liệu. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Chúng giải sụ sở khản su. Rất yên tĩnh. Khẩn an tĩnh.